Lô anh em thì đây này, hôm nay lại làm thính nền ủ tiếp anh em nhé. Thì hôm trước thì câu hết rồi. Cái hũ mẻ thì cũng mình làm lại cái hũ mẻ này, bởi vì hũ mẻ trước thì nó cũng để khá lâu rồi, đến chả gần 2 năm cái hũ mẻ này rồi. Nên là mình tiện đằng nào cũng chưa đi câu thì mình rửa luôn cái nọ mẻ này đi làm mẻ mới. Đây, cái thùng thì đựng thính nền thì rửa sạch rồi, đang phơi khô rồi. Đây là khoai lang, thính ủ này thì không cần khoai lang xịn lắm đâu anh em. Khoai lang này hôm nay mua rất chi rẻ, 10.000 cân thôi, không phải khoai lang Nhật, nó có 10.000 cân đó. 4 cân khoai lang này, 5 cân cám ngô, 4 cân cám gạo đây anh em. Cám gạo 4 cân, cám ngô 5 cân, khoai lang 4 cân. Bỗng rượu khoảng tầm 4 cân nữa. Thế là ủ. Ok, thì tiếp tục hướng dẫn anh em thôi. Thì bây giờ cái khoai này do vỏ nó rất chi là mỏng anh em, nên là mình chỉ luộc sạch cái Đây anh gọt sạch em, đi thôi, xong khoai rồi luộc anh cắt em ra nhé. này. Mình cắt mỏng ra để cho nó nhanh chín là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà mình bóp khoai thì nó đỡ bị mỏi tay anh em. Vẫn còn đây nữa này, đang cái xoong nhỏ quá. Đó, tí nữa luộc chia thành hai mẻ Đó thôi. thì cắm ngô này. Cắm ngô sống anh em. Cắm ngô sống thì bây giờ trần qua đi, đun nước sôi đổ vào thôi. Tại sao mà cắm ngô 5 cân mà cắm gạo nó có 4 cân ấy? Bởi vì cắm ngô thì nó nặng anh em ạ, thế còn cắm gạo thì nó rất chi là nhẹ. Đó. Giờ thì mình đun Anh nước em, đổ lên đây để trần anh khoai em. luộc xong rồi này. Ngô thì cũng trần xong rồi, ngô đổ ngô sống ra xong đấy là đổ nước sôi vào trần thế thôi. Đây cả khoai bên kia nữa. Đó. Rồi. Bây giờ thì chỉ chờ cho khoai nguội thôi, xong đấy thì bóp thôi. Đây là bỗng rượu anh em. Bỗng rượu này. Bỗng rượu vừa đi mua về. Đó, bỗng nó vẫn còn nóng nguyên anh em ạ. Đây, bỗng vẫn còn đang còn nóng nguyên này. Vừa mới xả lò ra xong thì mình chờ để cho bỗng nó nguội thì bóp tất cả các thứ. Khoai này vẫn còn nóng. Khoai lang này vẫn còn một cái luộc trước thì nguội rồi, một cái luộc sau thì nóng. Cho khoai này ra đây. Để mình đổ cái bỗng rượu này ra đây để cho nó nhanh nguội anh em ạ, để cho nó nhanh nguội nhé. Thì không biết là bao nhiêu bông đâu, thì cái xô nhỏ nhỏ đây này thì mình lấy đến đây, lấy đến đây của cái xô thì không biết là mấy cân, thì cả nước cả cái đó anh em. Vẫn còn đang bỗng vừa ra lò xong vẫn còn nóng, đang bốc khói nên mình chờ khi nào mà cái bỗng này nó nguội thì mới làm tiếp được, không có thấy bỏng tay anh em ạ. Rồi. Đấy, cái bỗng rượu người ta nấu rượu xong thì sẽ thừa ra cái này, rất chi là nhiều bạn không biết. Đó. Cái rượu, cái bã rượu. Rồi ok, cắm gạo đây rồi. Tí nữa thì Rồi anh tiếp em, chương trình các thôi anh thứ em. thì nó cũng khá nguội rồi. Đây là cái thùng mình ủ mồi này. Anh em nhìn tưởng là nó bẩn nhưng mà không phải bẩn đâu. Do là lâu rồi nên là cái suốt ngày để ủ mồi mà cuối cùng cái thùng nó thành ra như này, chứ còn cọ kỳ rất chi là sạch sẽ rồi anh em ạ. Phơi khô hết rồi.
Đó. Thì lần này thì khá chi là nhiều. Đó. Mình dự tính thì nó phải hơn một thùng, hơn một cái thùng sơn đấy cơ. Nên là trộn ở, nếu mà bỏ tất cả vào một chậu ấy mà trộn thì nó sẽ rất chi là nhiều. Thế nên là mình sẽ cố gắng chia đôi đều ra, xong là mình trộn nhá anh em nhá. Đó thì cái bỗng rượu thì nó vẫn còn nóng anh em ạ. Mình san bớt một nửa bỗng rượu sang đây. Chắc là cũng được một nửa rồi đây anh em. Chắc là được một nửa. Thì cũng áng chừng thôi, không cần chính xác lắm. Thì ở đây khoai thì mình khoai lang thì mình bóp ra nó nhuyễn rồi anh em. Đó, khoai lang bóp nhuyễn với cả ngô đây rồi. Khoai lang này, cái này là ngô trần. Thì bây giờ mình sẽ xúc một lửa cái ở bên này sang bên này thôi. Sau đây thì đổ cái này vào đây. Nó cũng chia khá đều rồi anh em. Rồi còn cám gạo. Cám gạo thì cũng chia đôi thôi. Đây là cám sống anh em ạ, không phải cám chín nhé. Thế bây giờ là đảo đều lên thì là sẽ được thính ủ của anh em, đơn giản không? Hơi nhìn thì nó đơn giản thế thôi nhưng mà làm thì nó hơi bị nhiều công đoạn, nó hơi mất thời gian đấy các bạn. Bây giờ mình đảo từng thùng một, đảo từng chậu một, đảo đều lên anh em. Anh em. Cái bóng khá là nóng, vẫn còn đang nóng quá anh em. Chờ lâu sốt ruột. Anh em làm thì làm vào buổi tối này giống của mình. Anh em làm thì làm vào buổi tối này giống của mình này thì nó đỡ ruồi muỗi hơn. Thì lúc anh em làm mồi nó tốt hơn. Rồi bây giờ anh em mà đảo đều hết cả hai cái này lên thôi. Rồi mình tắt cái video này đây, đảo đều hết lên thôi, tại vì quá trình đảo này mất rất chi là nhiều thời gian. Rồi anh em thì vừa livestream là trong một lúc thì mình hôm nay mình mua khoai là rẻ, khoai có 10.000 một cân thôi, mua khoai rẻ tiền. Cắm gạo với cả cắm ngô là hết 90.000, là hết 140.000, 140.000 với cả bông 20.000 nữa là hết 160.000. Mất 160.000 thì anh em sẽ có được một cái thùng thính, hơn một thùng thính to, anh em câu được mấy tháng. Thì để mình xem luôn, xem là câu được khoảng bao nhiêu ổ nha anh em nhé. Thì chia ra, thì hôm nay mình sẽ đong thử luôn. Thì mỗi một ổ câu mình tính là 2 bát rưỡi con, thì là 2 ổ thì là 5 bát. Thì mình sẽ đong luôn, cho vào đây ủ luôn anh em. Sáu,
xem được bao nhiêu ổ câu anh em nhé. 10 ổ, 10 bát chỗ này được 4 ổ rồi. Xúc bát khá đầy anh em ạ. 19 20 21 22 23 24 25 27 bát rồi anh em. Để hết cuối cùng xem được bao nhiêu bát nhé. Hôm nay mình ủ nhau hơn lần trước. Lần này thì lại bỗng tẻ chứ không phải bỗng lép, không lên lấy bỗng lép nhưng mà hết rồi, đâm ra là bắt buộc lấy bỗng tẻ. 27 đúng không? 27 bát rồi. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 8 39 40 40 bát rồi. Cái này là tròn 40 bát nha anh em ạ. Cái này chỉ để cái này thôi, không có mấy hôm nữa là nó sẽ phồng lên anh em ạ. 40 bát. Hai bát rưỡi là được một ổ thính anh em nhé. Xem vào cuối cùng được bao nhiêu bát. Anh em nhấn nó xuống nhé. Mấy hôm nữa là nó lên men đầy đây mà. Giờ này thì nó bắt đầu chớm chớm lạnh rồi. Nên là nó lên men chậm hơn mùa hè. Tôi cứ để 15 ngày này đi câu anh em. À, mình cho tiếp vào cái thùng lũ ấy để bỗng đây. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Thôi cứ cho là 50 đi. Cứ cho là 50 bát đi anh em, cho nó tròn, cho nó dễ tính. 50 bát. 50 bát thì 25 bát là được 10 ổ. 50 bát nó được 20 ổ. 20 ổ câu anh em. Đây còn ổ nữa này. Chỗ này còn một ổ nữa này, 21 ổ này. Thôi mình tính song sinh đi. Là 20 ổ. Trăm sáu mươi nghìn chia cho 20 ổ, nó gọi là 200.000 đi. 200.000 chia cho 20 ổ thì 10.000 một ổ anh em. Tính ra 10.000 ổ tính lên nó phải đắt đâu anh em ạ. Tính công cán rồi luộc rồi điện đóng cái thứ linh tinh cho là 20.000 một ổ đi, không đắt. 10.000 ổ tính lên
này mà ra quán nó mua thì chắc cũng phải 50 một độ anh em. Đây là tính nhá, giá mua rẻ cái gì cũng rẻ nha anh em nhé. Hôm nay nó mua cái gì cũng rẻ. Còn là ví dụ như cái khoai lang Nhật anh em ra phệt nó phải bán 25.000 một cân. 25.000 cân thì 4 cân là cũng hết 1 lít rồi. Đây, cắm ngô, cắm gạo hôm nay mình mua rẻ. Rồi ok anh em. Anh em được 2 thùng. Rồi, bây giờ thì có mỗi nhiệm vụ là lau sạch đi thôi, lau sạch đi mép miếc các thứ đi, xong là lấy túi ni lông đây kín. La 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 la. Ơi. Đứa nào đấy? Béo à? Mày ngồi chờ anh tí. Vào hút thuốc vào đây. Mày cho anh đậy cái thùng thính này cái xong. Đó, xong một xô. Xong anh đi thẳng còn đi đâu vậy? Anh đi mua ít mẻ. Tưởng anh là cầm của anh này chịu không? Làm tên buôn xuông. Cái bóng này béo. Cái túi ni lông này bé quá. Ờ à, cũng được đấy. Rồi anh em. Ok, bây giờ đậy lại là xong rồi. Đó. Rồi. Cất đi để quên 15 ngày là ok anh em, thế nha. Rồi mấy hôm nữa thì anh em mình tôi cùng mấy anh em kiểm tra cái thùng thính này xem nó như nào.